Audio Hà Nội TV xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hệ thống xem phim, loa center được xem là yếu tố quyết định rất nhiều đến chất lượng của âm thanh. Chính vì thế, mỗi audiophile khi setup một hệ thống xem phim thì họ rất chú trọng đến việc lựa chọn loa center dù ở mức đầu tư tài chính nào. Trong số phát sóng lần này, Audio Hà Nội TV sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa center ở phân khúc high-end do thương hiệu Emotiva đến từ Mỹ sản xuất. Chắc chắn sẽ khiến người dùng hài lòng với thiết kế hiện đại, chất âm trung thực tự nhiên cùng mức giá rất phải chăng. Sản phẩm đó chính là loa Emotiva Emotive C2. Xin kính chào quý vị và các bạn. Emotiva là thương hiệu audio mới tại Việt Nam. Sản phẩm của hãng âm thanh Mỹ này được phân phối độc quyền tại Audio Hà Nội và đã không phụ lòng mong đợi của các tín đồ audio ở phân khúc Hi-Fi. Loa Emotiva Emotive C2 tuy chỉ là loa center ở phân khúc phổ thông nhưng vẫn đủ sức để đem đến cho người nghe những cảm nhận hết sức chân thực, giống như đang được thưởng thức những âm thanh ở ngoài đời thực. Loa Emotiva Emotive C2 là mẫu loa center thuộc dòng loa Emotive của thương hiệu Emotiva. Trong dòng loa này, nhà sản xuất tung ra hai mẫu loa center, đó là loa Emotiva Emotive C2 và Emotiva Emotive C1. Loa Emotiva Emotive C2 là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của chiếc loa center Emotiva Emotive C1 cùng dòng. Được nhà sản xuất thiết kế dựa trên những đặc điểm vốn có của sản phẩm tiền nhiệm, nhưng có thêm những cải tiến ấn tượng hơn cả về hình thức và thiết kế kỹ thuật để trở thành một kênh trung tâm nổi bật trong mọi hệ thống xem phim. Mẫu loa center Emotiva Emotive C2 không mang thiết kế thật sự quá truyền thống như những mẫu loa từ những thương hiệu lâu đời của châu Âu, nhưng nhìn vào ai cũng phải khen rằng chúng rất đẹp. Thùng loa center này được thiết kế hình hộp chữ nhật và nổi bật với những đường cắt vát vuông vắn ở mặt trước. Thiết kế thùng loa này không chỉ đảm bảo được tính thẩm mỹ cho sản phẩm, mà còn có tác dụng ngăn nhiễu xạ và hiện tượng cộng hưởng thùng loa rất tốt, nhờ đó mà âm thanh được tái tạo với độ tinh khiết cao và méo tiếng cực ít. Thùng loa Emotiva Emotive C2 được làm từ gỗ HDF với lớp phủ bên ngoài màu đen chống bám vân tay. Loại gỗ HDF này có độ bền cao, cực kỳ chắc chắn và chịu ẩm nhiệt tốt, vì thế mà rất phù hợp với những nước có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa như ở Việt Nam. Nhà sản xuất đã gia công, cắt ghép thùng loa rất cẩn thận để đảm bảo sự chính xác cao và hạn chế rung chấn hiệu quả. Mặt trước của loa không chỉ được tạo hình độc đáo mà còn sở hữu lớp gỗ HDF với độ dày 25mm, giúp hạn chế hiện tượng tương tác phòng và nhiễu xạ rất tốt để tín hiệu âm thanh được truyền tải với độ tinh khiết cao. So với loa Emotiva Emotive C1, loa Emotiva Emotive C2 có kích thước nhỉnh hơn một chút, với chiều cao 219,1mm, chiều rộng 811,2mm, chiều sâu 266,7mm và cân nặng khoảng 16,4kg mỗi chiếc. Với ngoại hình tương đối gọn gàng này, Emotiva Emotive C2 rất thích hợp chơi trong những căn phòng có diện tích vừa và nhỏ để khả năng tái tạo và lan tỏa âm thanh của chiếc loa center này được phát huy tốt nhất. Thông thường, loa center ở phân khúc phổ thông chỉ có thiết kế 2 đường tiếng, nhưng Emotiva Emotive C2 thì khác, được thiết kế 3 đường tiếng và sở hữu 5 củ loa riêng biệt để xử lý cả 3 dải âm khác nhau. Trong đó, dải cao của loa được xử lý bởi củ loa Ribbon Twitter có màu vàng khá đặc biệt và kích thước là 25x32mm, cung cấp khả năng xử lý dải cao lên tới 28kHz. Những âm trung của loa Emotiva Emotive C2 được thực hiện bởi hai củ loa midrange đường kính 76,2mm. Củ loa midrange này sử dụng sợi thủy tinh để làm móng loa. Núm của loa được làm bằng nhôm đặc có tác dụng đảm bảo các dải âm trung không bị mất đi sự chân thực, đồng thời giữ nguyên độ chi tiết của âm thanh. Cuối cùng là dải trầm của loa, do hai củ loa woofer hình nón có đường kính 152,4mm thực hiện, cung cấp những âm bát được đánh xuống tới mức 45Hz. Hai củ loa woofer này có mang loa được làm bằng sợi dệt, cuộn voi coi chịu được nhiệt độ cao, sử dụng 500 kép khá lớn để làm motor, sẽ làm tròn nhiệm vụ tái hiện các dải âm trầm một cách xuất sắc nhất. Cùng với đó, nhà sản xuất thiết kế hai cổng thoát hơi ở mặt sau của loa, hỗ trợ đắc lực để loa Emotiva Emotive C2 có được những màn trình diễn âm bát mạnh mẽ và sống động hơn. Với loa Emotiva Emotive C2, người chơi sẽ cảm nhận được sự rộng mở của các dải âm cao, từ đó đem lại cảm giác thật chân thực và sống động cho từng cảnh phim.
Từng âm thanh, tiếng động đều được tái hiện lại một cách chi tiết và đầy đủ hơn, không còn cảm giác như bị mờ đi bởi những âm thanh khác trong bộ phim nữa. Sự góp mặt của mỗi loa center này sẽ mang tới cảm giác thế giới của phim như sống dậy và người xem sẽ hòa vào với cảnh phim là một, từ đó trải nghiệm sự ấn tượng và những người làm hậu kỳ, xử lý âm thanh trong phim cố gắng thực hiện trong tác phẩm của mình. Với độ nhạy khá lớn, loa Emotiva Emoti C2 sẽ không hề kén âm ly phối ghép. Tuy nhiên, do công suất hoạt động khá cao lên đến hàng trăm watt, nên yêu cầu của chiếc loa center này là âm ly phối ghép cũng phải mang công suất đầu ra tối thiểu 75W và công suất đỉnh có thể lên tới 300W. Đây là mức công suất có phần hơi cao so với mặt bằng chung hiện tại, thường chỉ xuất hiện ở những dàn âm thanh tầm trung hoặc cao cấp. Điều này cho thấy sức mạnh của Emotiva Emoti C2 vượt xa mức giá mà nó sở hữu. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đang có nhu cầu setup một hệ thống âm thanh xem phim với mức đầu tư vừa phải, thì loa center Emotiva Emoti C2 là kênh trung tâm rất đáng để quý vị lựa chọn. Sản phẩm này được xem là một giải pháp tiết kiệm, kinh tế, hiệu quả và vẫn mang đến cho quý vị những trải nghiệm xem phim hay với chất âm sống động và vô cùng chân thực. Thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.